Nhưng mà đẹp lắm. Mình đi đón cháu ngoại đi học về, xong rồi hai chị em đi vô đây để đi bộ ở trong cái khu vực này các bạn. Đi exercise. Đi một vòng ở đây thôi là mình nói thật với các bạn nha, các bạn ăn bao nhiêu nó cũng hết hết đó. Cái khu vực này nó lớn và nó đẹp lắm các bạn. Ghé mua Starbucks nè. Đó, người ta đang chạy bộ rất là nhiều ở đây. Mình với chị mình thì chỉ đi bộ thôi chứ không có chạy bộ các bạn. Cảnh rất đẹp các bạn, cây rừng, và bắt đầu sau 6 giờ chiều thì người ta đi ở đây rất là nhiều, đi bộ chạy bộ theo từng group từng nhóm, và họ dẫn những con chó đi rất là thích các bạn. Với lại đó, ngày hôm nay đó mình có tin vui để báo với các bạn nè. Đó, người ta chạy xe đạp nữa nè các bạn, thích lắm. Bây giờ thì trời còn hơi lạnh cho nên là mình không có chạy xe đạp. Chứ mình cũng có xe đạp, tới mùa hè mình mới chạy ở đây các bạn. Ở đây thì nói chung là gần nhà của mình lắm. Hôm nay mình có tin vui muốn báo cho các bạn nè. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chỉ có các bạn ở bên Mỹ thì mới có thể làm được thôi. Mình muốn chia sẻ cái vấn đề hôm nay, đó là vấn đề làm Uber các bạn. Đàn ông, đàn bà, già trẻ, lớn bé, trai gái gì cũng có thể làm được, miễn là đủ tuổi làm là làm thôi. Ngày hôm nay mình được gia đình của một anh chị gọi cho mình, cảm ơn mình và mời mình đi qua Las Vegas chơi từ 3 ngày, 5 ngày tới 1 tuần tùy mình muốn, nhưng phải ở nhà của ảnh chỉ, và ảnh chỉ sẽ dẫn mình đi hết tất cả các nơi nào mà ảnh chỉ muốn. Đứng ở ngoài đó uống Starbucks, gió quá lạnh, cho nên là bây giờ mình vào xe để ngồi trò chuyện tâm sự tiếp với các bạn nè. Chạy một vòng cho các bạn xem cảnh ở đây rất là đẹp. Ở đây thì khi mùa hè đến, mình không có đi du lịch, là mỗi một ngày mình đi ra đây. Bạn đi bộ hết một cái khu này, đi bộ nha, 1 tiếng đồng hồ. Thì làm sao mà có thể mập nổi? Các bạn có ăn như thế nào đi chăng nữa cũng vậy thôi. Thôi thì để mình chạy một vòng nha, vừa trò chuyện với các bạn vừa chạy một vòng, ok. Chị mình thì chạy đi đâu mất tiêu rồi. Mình á thì mình tập múa và nhảy nhiều hơn, cho nên là mình cũng ít có chạy bộ, ít có đi bộ. Khi nào mà đi thì đi với chị mình cho vui thôi, chứ mình chủ yếu là múa các bạn. Nè, tay mình múa rất là dẻo đó. Mình múa từ hồi còn nhỏ rồi các bạn. Từ hồi 4 tuổi là đã học múa rồi. Rồi theo đó lớn lớn lên thì học nhảy đầm, mình nhảy đầm rất là giỏi. Thì hồi lúc đi học cấp 1 là cũng đã có thi và múa ở Việt Nam mình đó. Cảnh rất đẹp các bạn. Phải chi mà mình ngừng lại chỗ này, nhưng mà biết làm sao không, tại vì ngày hôm nay á, mình đi mình quên, mình không có mang theo cái chân máy quay phim, thành ra là không có cái chỗ nào mà có thể để cái máy xuống mà để ngồi trò chuyện hay là quay cho các bạn xem được hết. Để mình tấp vô sức ở đây đi cho cái xe này họ chạy trước một chút. Mình muốn chạy chậm đó các bạn, thì mình phải tấp vô bên trong để nhường cho cái xe sau họ đi lên, nếu mà mình muốn chạy chậm. Bây giờ mình ngừng ở đây một chút nè để trò chuyện với các bạn nè. Đây, ngừng ở đây ha.
Ok, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện này nè. Nhưng mà mình nghĩ là câu chuyện này chắc là dành cho những anh chị em ở bên Mỹ. Hồi năm ngoái, mình có đi du lịch tại Las Vegas và mình ở đó 30 ngày để trải nghiệm cuộc sống ở Las Vegas như thế nào. Mình đi một mình nha các bạn, không đi với ai hết. Thì lúc đó mình chỉ nghe nói YouTube thôi chứ thật sự là cũng chưa có quyết tâm hay là quyết định hay là một cái gì liên quan tới YouTube. Nhưng mà cái vấn đề làm ra video để bỏ lên YouTube thì mình biết lâu đời rồi, mình biết 13 năm trước rồi. Mình chỉ biết bỏ lên thôi, ai coi thì coi, không coi thì thôi. Thậm chí mình cũng còn không biết để coi lại nữa mà, chỉ biết bỏ lên để dành làm kỷ niệm vậy thôi à. Thì 30 ngày trải nghiệm tại Las Vegas, mình phát hiện ra được một công việc rất là tốt cho tất cả mọi người. Đó là nghề Uber, lái xe Uber tại Las Vegas. Bạn kiếm rất là nhiều tiền. Ở lứa tuổi nào cũng làm được, trẻ tuổi cũng làm được, lớn tuổi cũng làm được. Mình có đi ở một cái người đó, họ là người Mỹ trắng, họ rất là già, 72 tuổi. Họ Họ vẫn nói với mình làm rằng là họ họ không còn khỏe mạnh được như những người khác. Cho nên họ chỉ làm ít thôi. Một tháng họ chỉ kiếm từ 2.500 tới 3.000 là đủ rồi. Họ không có muốn hơn như vậy. Làm để làm chi, để cho vui, để khỏe mạnh. Và các bạn biết cái nghề Uber là một cái nghề rất là tuyệt vời đó các bạn. Nhiều người chê cái nghề Uber là lái xe mướn hay là làm này làm nọ. Nhưng mà đối với mình thì mình lại thấy cái nghề Uber rất là tốt. Là tại sao? Mỗi một ngày bạn không nhưng phải khi bạn đối làm Uber diện với lại thì một cái người thời gian nó lại khác đi. Bạn muốn lái xe thì bạn on trên cái phone của bạn để nhận cái tin nhắn hay gì đó. Nó đến với bạn để cho bạn nhận khách bạn đi. Đó là những gì mình biết sơ sơ thôi nha các bạn, tại mình không có làm Uber cho nên là thật sự mình không biết. Nhưng mà mình chỉ chia sẻ với các bạn như vậy. Ở 50 tiểu bang của nước Mỹ, nếu nói về Uber, Las Vegas là number one. Vì mình đã hỏi rất là nhiều người làm Uber, bạn bè của mình làm Uber trên Facebook nhiều lắm. Có nhiều người thậm chí còn nói với mình rằng: "Em ơi, về lại Cali ở đi và làm Uber. Hiện tại bây giờ anh vừa làm vừa chơi đó. Một tháng anh cũng kiếm được 2.000. 2.000 để dành chơi thôi, tại vì thật sự các anh bạn này cũng đã về hưu rồi các bạn, trên 62 tuổi rồi. Thành ra là bây giờ các anh làm chỉ là làm chơi chơi cho vui vậy thôi à. Chứ không có là chủ yếu là kiếm tiền đâu. Vì á khi người ta đã về hưu rồi đó các bạn, người ta kiếm được đồng nào thì kiếm, không kiếm được thì thôi, không có thành vấn đề với họ đâu. Vợ và hai con của ổng thì lái ít giờ thôi, tại vì hai con ổng còn đi học, vợ ổng thì phải ở nhà để chăm con. Thành ra bốn người lái Uber nhưng chỉ có một mình ổng là lái nhiều nhất, còn những người kia là lái ít thôi. Và mình trò chuyện tiếp với nhiều người nữa thì thật sự 20 người đó họ đều tới Las Vegas chơi và bây giờ họ đã ở Las Vegas và làm nghề Uber. Thành ra đó là lý do mình cảm thấy nghề Uber ai cho là xấu nhưng với mình không có xấu. Cái gì đâu mà xấu, có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà xấu, phải không các bạn? Bất kỳ nghề gì cũng được, mình làm bằng mồ hôi sức lao động của mình để mình kiếm tiền, đó đều là chân chính. Thì đó là những gì mình chia sẻ với các bạn. Các bạn nào, các anh chị nào, thí dụ như chán làm nail quá, hay là ở nhà làm một cái công việc nào đó boring quá, hoặc là cảm thấy là không thích, hãy thử nghe mình nói một lần, đi qua Las Vegas chơi vài ngày thôi, để xem coi những gì mình nói về Uber có đúng hay không. Mùa đông thì vắng, nhưng tới mùa hè thì Uber không đủ để đưa đón khách. Đó là những gì mình chia sẻ được từ 22 người Uber mà mình gặp. Xong cái chuyến du lịch đó, mình về, mình có
trò chuyện với vài người bạn của mình. Thì cho tới ngày hôm nay thì cũng lâu rồi, cũng không có nghe ai nói gì hết. Ngày hôm nay các bạn, tin vui mình gửi đến các bạn là như vậy. Mình được gia đình của một anh chị đó gọi cho mình và mời mình tới tháng 4 đi qua Las Vegas, mình và gia đình mình. Họ sẽ đài thọ hết cho mình trong những ngày mình ở Las Vegas, từ 3 ngày tới 5 ngày hay một tuần. Nhưng họ muốn được ở chung với mình, cho nên là họ không bằng lòng cho mình ở khách sạn. Họ nói họ không tiếc tiền, nhưng mà họ muốn mình phải về nhà của họ và qua bên đó để ăn tân gia căn nhà mới của họ tại Las Vegas. Vì nhờ mình có cái ý kiến trò chuyện với họ và chồng họ đã là người xung phong để đi. Bây giờ họ đã qua Las Vegas được 7 tháng rồi các bạn, 7 tháng rồi. Thì bây giờ hai vợ chồng và cô con gái đã lái Uber. Cả ba người lái Uber hết. Bây giờ cuộc sống rất là thoải mái. Còn ngày xưa khi họ ở cái tiểu bang, rồi làm bao nhiêu thì bỏ vô tiền nhà hết. Bây giờ khi chồng họ đã qua vài tháng và cho họ biết rằng nơi đây đáng để đến, nhưng với một điều kiện: không đam mê những cái gì ở đây thì bạn sẽ gặt hái rất là nhiều tiền ở tại nơi đây. Họ đã mua được nhà luôn rồi các bạn. Họ bán căn nhà cũ của họ và họ qua bên này, họ mua căn nhà và chỉ còn thiếu nợ lại chỉ có một tí xíu thôi. Họ nói cái số tiền họ thiếu nợ không đáng, chỉ trong vòng khoảng một năm là họ sẽ trả hết. Thì mình hỏi căn nhà bao nhiêu, họ nói là họ mua căn nhà 255.000, mà họ nói rằng là họ chỉ còn thiếu một số tiền nhỏ xíu, thì mình nghĩ chắc vài chục ngàn lẻ thôi. Cho nên là họ nói với mình rằng tháng 4 họ lấy nhà và họ sẽ ăn tân gia luôn, lấy căn nhà mới đó các bạn. Và họ muốn mời gia đình mình, họ chưa từng bao giờ biết mặt mình nha các bạn, chỉ biết mình ở trên Facebook thôi. Nhưng mà tại vì mình chia sẻ trên Facebook cái chuyến mình đi du lịch đó, 30 ngày trải nghiệm đó, thì họ nghe mình nói, nghe mình chia sẻ thì họ cảm thấy thú vị. Cho nên là họ muốn được mời mình và gia đình mình đi qua Las Vegas ở chơi với họ. Và mình hỏi con mình là có muốn đi không, và con mình đã nhận lời. Cho nên tháng 4 này mình sẽ đi qua gặp họ, mặc dù chưa biết họ là ai. Thì bạn bè trước lạ sau quen, mình cũng muốn đi thử như thế nào, coi như thế nào. Người ta vì một câu nói của mình mà người ta welcome mình, thì mình cũng Họ có nên nghe mình chia sẻ trò chuyện ở trên Facebook và họ tiếp thu. Sau đó chồng của họ là người đi tiên phong vào qua bên đó rồi, thì anh ấy cảm thấy rằng là nơi đó là nơi đáng để dừng chân. Cho nên là bây giờ họ đã qua bên đó được 7 tháng rồi, thì họ gọi cho mình và cảm ơn và mời mình và gia đình của mình hãy đi tới Las Vegas trong 3 ngày, 5 ngày hoặc là 7 ngày. Mình ở đó, họ sẽ chở mình đi chơi và họ sẽ đài thọ ăn uống, nhưng không được ở khách sạn, phải ở chung với họ, chơi vài ngày với họ. Mình hỏi con mình có đồng ý đi hay không, con mình nói ok, đồng ý. Tức là tháng 4 này, con mình thì không có đi lâu được các bạn. Con mình cao lắm chỉ là đi 3 ngày thôi. Thì tháng 4 này, mình sẽ có mặt tại Las Vegas và sẽ tới thăm anh chị đó. Đó là những gì mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Bởi vậy, vẫn một câu nói: cho đi là còn mãi. Bạn cho lời ăn tiếng nói, bạn cho sự góp ý, bạn cho tiền, bạn cho tất cả những gì tốt đẹp từ trong con người của bạn, thì một điều duy nhất chắc chắn rằng bạn sẽ được nhận lại những gì vui vẻ và tốt đẹp. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thôi, mình xin tạm biệt các bạn ở đây. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.